Hi, xin chào các bạn, và ngày hôm nay thì Nguyễn sẽ cập nhật giá dòng điện thoại iPhone tại Thế Rộng Điện Máy Xanh cho các bạn xem. Ở đây thì Nguyễn sẽ có dòng điện thoại iPhone 14 các bạn nha. Bên đây là 14, cây 14 thường, 14 Pro và 14 Pro Max các bạn. Ở đây thì mức giá của dòng điện thoại iPhone 14 hiện tại bản 128GB là 21.990.000 và chúng ta sẽ được giảm là còn 19.190.000. Ở đây chúng ta sẽ được hỗ trợ thu cũ đổi mới nè, giảm đến 2 triệu tùy model, giảm 10% có bảo hiểm mở rộng, 20% có bảo hiểm gỡ bỏ các bạn nha. Đây là dòng điện thoại iPhone 14 phiên bản 128GB, đây là cây màu xanh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dòng điện thoại iPhone 14 Pro, cây này là cây màu tím các bạn. Chúng ta sẽ có mức giá là 27.990.000 và mình sẽ được giảm còn 24.790.000, thu cũ đổi mới giảm đến 2 triệu đồng, giảm 10% có bảo hiểm mở rộng và giảm 20% có bảo hiểm gỡ bỏ các bạn nha. Ở đây chúng ta sẽ có chương trình hỗ trợ góp luôn của chính bạn mình nha. Đó, các bạn nha, đây là cây màu tím iPhone 14 Pro 128GB. Còn đối với dòng iPhone 14 Pro Max vậy nha, đây là cây 128GB đây. Chúng ta sẽ có mức giá là 29.990.000 và chúng ta sẽ được giảm chỉ còn 26.790.000. Cũng có chương trình thu cũ đổi mới giảm đến 2 triệu đồng tùy model và giảm 10% có bảo hiểm mở rộng, 20% có bảo hiểm gỡ bỏ các bạn nha. Tất cả ba dòng iPhone 14 này thì đều có hỗ trợ góp cho chúng ta luôn. Thì các bạn nào quan tâm đến dòng sản phẩm iPhone 14 thì chúng ta có thể đến ngay Thế Rộng Điện Máy Xanh các bạn nha, để chúng ta thấy tham khảo chi tiết hơn về mức giá và cũng như là trình khuyến mãi hiện tại tại Thế Rộng Điện Máy Xanh. Ở đây là Quyền cập nhật nhanh về dòng điện thoại iPhone 14 các bạn nha. Đó. Rồi, cô chú anh chị nào ở khu vực Cầu Kè thì đến ngay Điện Máy Xanh Cầu Kè nha, để chúng ta có thể cập nhật nhanh chi tiết hơn, chính xác hơn về dòng điện thoại iPhone 14 4G Max. Rồi, mình xin hẹn gặp lại các cô chú chị bạn mình trong các video lần sau. Bye bye.